Những ngày qua, khu vực Bắc Bộ hứng một đợt mưa lớn trên diện rộng, gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về tài sản cho người dân ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa sẽ duy trì nốt trong đêm nay và sẽ giảm dần từ ngày mai. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao, nên sáng nay, 17 tháng 9, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Thủ đô Hà Nội sáng nay cũng có lúc có mưa rào và dông. Tuy nhiên, từ trưa chiều, trời nắng. Những cơn mưa ngắt quãng cả ngày giúp không khí dịu mát và dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và hầu khắp các thành phố khoảng từ 28 đến 32 độ. Theo cơ quan khí tượng, từ ngày mai 18 tháng 9, miền Bắc ít mưa, trời nắng. Tuy nhiên, từ đêm 19 tháng 9, khu vực Bắc Bộ lại đón một đợt mưa dông mới. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Do đó, người dân và chính quyền địa phương cần hết sức chú ý, chủ động ứng phó để giảm thiểu những thiệt hại có thể xảy ra.